Vũ Công Trung xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với channel YouTube của Vũ Công Trung cũng như của VQT Piano. Và trong ngày hôm nay, Vũ Công Trung tiếp tục một cái chuỗi video để giới thiệu cùng với các bạn về tất cả những phương pháp luyện tập các cái hợp âm từ đơn giản cho tới nâng cao. Và trong cái hợp âm ngày hôm nay, Vũ Công Trung giới thiệu cùng với các bạn đó là hợp âm 7 trường 9. Trên tiếng Anh người ta gọi là major na, hay mình nói là 7 trường 9. Và những bạn nào lần đầu tiên đang tham gia channel YouTube của Vũ Công Trung thì có thể nhấn vào nút like, subscribe hay là chia sẻ cùng với những cái bình luận. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào trong cái phần bài tập. Và như các bạn thấy đây là hợp âm là major 9 trên jazz piano. Và thông thường thì mình có thể áp dụng với hợp âm này không phải chỉ cho jazz, mà các bạn có thể áp dụng với bất cứ một thể loại nhạc nào các bạn thấy hứng thú với cả cái màu sắc của nó. Bởi vì tất cả những hợp âm đều đem lại cho các bạn đó là thuộc về màu sắc nhé. Và các bạn thấy đây là hợp âm nào 7 trường 9. Tại sao Vũ Công Trung gọi là 7 trường 9, trong khi đó ở trên tiếng Anh ở đây người ta gọi là major 9, nó không có chữ là 7 ở đây. Đó là một trong những cái khi mà mình phải dịch ra thành tiếng Việt thì đôi khi nó phải thêm cái từ này hay từ kia. Hay các bạn nói là hợp âm trường 9 chẳng hạn, thì nghe nó có vẻ rằng là nó cũng dễ bị lầm lẫn. Những cái mà Vũ Công Trung sẽ chia sẻ với các bạn sẽ dễ bị nhầm với cả cái hợp âm khi bắt đầu có bậc 9. Ví dụ như đây là hợp âm đô trưởng, các bạn sẽ có 3 nốt. Và các bạn thấy một số các sách người ta ghi là giống như là đô trưởng rồi add 9, tức là thêm vào bậc 9. Thì ví dụ như các bạn chỉ cần thêm như này, đây chính là bậc 9 mà các bạn cần phải thêm, bởi vì đây là nốt rê chính là bậc 9. Và một số những cái sách khác thì nghe ghi là cộng 2, đúng không? Ví dụ cộng 2 như này. Cá nhân Vũ Công Trung thì Vũ Công Trung không thích lắm về cái cách nói là cộng 2 là cộng 9. Bởi vì khi cộng á, thì thông thường một số trên sách của tiếng Anh, cộng thì có nghĩa rằng là người ta nghĩ là cái bậc 9 sẽ cộng lên một nửa. Ví dụ như các bạn thấy là cái bậc như này giống như là đô cộng 5 chẳng hạn. Khi người ta viết là đô cộng, có nghĩa là hợp âm sẽ phải chơi như này, tức là bậc 5 sẽ cộng lên, là giống như vậy nha. Tức là hay là bậc 5 cộng, tức là 5 cộng thì nó sẽ thành như này. Tức là cộng 9 theo tiếng Việt đôi khi mình hiểu là mình thêm cái bậc đó vào, nhưng mà rất là dễ bị nhầm lẫn giữa một số các cái sách hay các cái danh từ mà người ta nói. Thì chính bởi vì vậy trên tiếng Anh người ta không nói từ cộng ở đó, mà người ta nói là add 9. Thì thay vì các bạn nói là cộng thêm 9, cộng thêm 2 gì đó, các bạn có thể nói là đô trưởng thêm 2, đô trưởng có thêm cái gì đó, tùy các bạn thấy cách nào mà các bạn phù hợp, các bạn có thể làm cái đó. Nào, đầu tiên là các bạn thấy cái hợp âm mà các bạn cần phải nhận biết được là hợp âm thêm bậc 9, tức là add 9, tức là hợp âm đô trưởng và có thêm bậc 9 nhé. Và trong trường hợp này thì đây là hợp âm 7 trường có thêm bậc 9. Và như tuần trước thì Vũ Công Trung vừa chia sẻ cùng với các bạn về hợp âm 7 trường. Và các bạn biết công thức của một hợp âm 7 trường nó sẽ gồm như này là Đô, Mi, Son, Si thường, tức là 4 nốt giống như vậy. Và sau đó mình có thêm bậc 9, có nghĩa rằng là mình sẽ thêm nốt Rê này. Thì các bạn sẽ thấy là cái màu sắc của hợp âm này nó khác hoàn toàn với hợp âm này. Nó không có nốt bậc 7 ở trong đó. Đó là sự khác nhau. Và rất là nhiều bạn mới bắt đầu tập piano thì thường mắc phải với cả cái lỗi này nhé. Và đương nhiên thì lại có cái bậc 9. Khi các bạn lên bậc 9, tức là bắt đầu nâng cao lên, thì các bạn thấy nó sẽ có rất là nhiều những cái mở rộng và những cái hợp âm khác nhau. Nào, sau khi các bạn đã có hiểu về công thức, đây là hợp âm đô 7 trường 9, hay chỉ tiếng Anh mình chỉ gọi rất là đơn giản là major 9 nhé. Major 9 thì các bạn thấy rất là đơn giản là đây là hợp âm. Thì phương pháp luyện tập các bạn như vậy cũng hoàn toàn giống với những gì mà các bạn đang tập với cả hợp âm đô 7 trường. Tức là các bạn nên tập với các cái thể đào của nó. Ví dụ các bạn đang có đây là đô bên tay trái, các bạn có như này, các bạn đang chơi như này chẳng hạn. Thì là cách đầu tiên các bạn có thể chơi là 4 nốt bên tay phải, trong cái đó các bạn chơi 1 nốt bên tay trái. Và Vũ Công Trung sẽ nói thêm là đôi khi các bạn không cần phải chơi hết tổng cộng 4 nốt như thế này. Các bạn có khi chỉ cần chơi 3 nốt mà đó mà thôi. Như nào, bây giờ mình đang chơi như này chẳng hạn. Cũng giống như vậy, các bạn có thể chơi như này, hoặc các bạn chơi như này. Và các bạn thấy điều lý thú mà khi các bạn muốn chơi một hợp âm này, đây là một trong những cái tip dành cho các bạn. Các bạn hãy chơi hợp âm đô, hay là nốt đô, mình xin lỗi, các bạn hãy chơi nốt đô ở bên tay trái, bài gốc.
Và các bạn hãy tưởng tượng rằng là bên tay phải các bạn đang chơi hợp âm là mi thứ 7. Tức là nói một cách khác là mi thứ 7 và trên đô. Ví dụ các bạn thấy là đây là hợp âm mi thứ 7 đúng không? Và nếu như không có hợp âm đô, các bạn mà thêm nốt đô đây thì nó sẽ trở thành là hợp âm đô 9 nhé, 7 trường 9 nhé, tức là C major 9. Và cũng giống như vậy, nếu như các bạn tập tốt với cả các cái thể đảo của hợp âm mi thứ 7 thì các bạn sẽ không có một chút lỗi gì, khi thấy khó khăn gì khi mà phải chơi với các thể đảo như này. Trong cái đó tay trái các bạn vẫn chơi là hợp âm một nốt đô ở đây mà thôi, thì các bạn sẽ không có vấn đề gì đó nhé. Các bạn đừng quên đây là cái tip mà Vũ Trung dành cho các bạn. Các bạn có thể áp dụng theo cách nào cũng được, theo công thức là 1, 3, 5, 7, 9, hay là các bạn nhanh nhất rằng là hãy chơi với hợp âm là mi thứ 7 ở trên ngọn và nốt đô bên dưới. Tức là có nghĩa là các bạn đang có là 1, 2, 3. Nếu như các bạn đang có bất cứ một nốt nào, đang ví dụ Vũ Trung đang nói là bạn hãy chơi là đô 7 trường 9, các bạn đã bắt đầu từ nốt đô, sau đó các bạn lên một quãng 3 là 1, 2, 3, thì cái nốt thứ 3 này này các bạn hãy tạo ra một hợp âm 7 thứ. Nào bây giờ mình thử làm theo một cái ví dụ khác mà có thể nói rằng là tương đối khó hơn đi. Ví dụ như mình đang nói là si dáng 7 trường 9 đúng không? Trên tiếng Anh gọi là B flat major 9 đúng không? Nào thì các bạn thấy là đây là nốt si dáng. Và các bạn hãy đi lên một quãng 3 trường, mình sẽ có là 1, 2, 3. Như vậy các bạn cần biết rằng là đây, cái nốt re này mình hãy tạo là re thứ 7. Và bên tay trái các bạn hãy chơi là B flat, nốt si dáng. Như vậy các bạn sẽ có ngay hợp âm là si dáng, tức là B flat major 9. Và cũng giống như vậy các bạn có thể chơi với cả các cái thể đảo khác nhau bên tay phải của các bạn cho cái hợp âm này nhé. Đó là về cái phương pháp nhận biết và cái cách nhanh nhất để các bạn có thể luyện tập. Và đương nhiên các bạn hãy tập cái đó với cả tất cả 12 giọng. Ví dụ các bạn bắt đầu từ giọng đô chẳng hạn, các bạn có thể chơi như này. Các bạn thấy không? 1, 2, 3 sang pha, các bạn là 1, 2, 3 la. Về si dáng 1, 2, 3 mi dáng 1, 2, 3 về la dáng 1, 2, 3 các bạn sẽ phải có là đô thứ 7. Nào sang rê dáng bạn chơi là 1, 2, 3 các bạn phải chơi là phá. Nào sang son dáng các bạn sẽ thấy, nếu như các bạn không có công thức đó các bạn sẽ thấy khó nhiều đúng không? Son này. Nào các bạn 1, 2, 3 và hợp âm này là B flat minus 7 đúng không? Các bạn hay là C dáng thứ, các bạn sẽ phải chơi cái này. Nào từ son đúng không? Rồi các bạn sẽ về là C, các bạn sẽ có C ở đây. Nào 1, 2, 3 các bạn sẽ phải chơi là Re thăng thứ 7 hay là D sharp minus 7. Rồi sau đó về Mi 1, 2, 3 đây các bạn phải chơi là Son thăng thứ 7 hay là G sharp minus 7. Rồi sau đó về La 1, 2, 3 là Đô thăng thứ 7. Về Re, về Son, rồi sau đó các bạn trở lại về cả Đô. Các bạn có thể thấy là một cái video này tương đối nhanh bởi vì Vũ Trung đúc kết lại tất cả những cái công thức từ rất là lâu mà chỉ dành trong vòng có 30 phút hay là dành trong vòng có 10-15 phút để các bạn luyện tập thôi. Và một lần nữa các bạn hãy tập những cái hợp âm giống như này trong vòng, ví dụ như 2 thế bấm trong vòng 1 tuần, 2 thế bấm trong vòng 1 tuần và các bạn bật lên cùng với cả một cái điệu trống mà các bạn chơi. Thì thay vì các bạn lên một lúc cả 12 giọng thì các bạn sẽ cảm giác quá nhiều thông tin và các bạn không đủ thời gian để các bạn nhớ. Các bạn hãy tập toàn bộ cái này, ví dụ trong vòng 4 tuần, 5 tuần hay là 12 tuần nhé. Đó là những cái công thức mà giúp cho các bạn có thể chơi hợp âm này. Nào một chút xíu để khi các bạn sang một cái nâng cao thì các bạn thay vì các bạn chỉ chơi 4 nốt bên tay phải, 1 nốt bên tay trái, các bạn cũng có thể làm như này. Trong khi các bạn tay trái các bạn chơi vào bậc 1 và bậc 7 của cái hợp âm là đô 7 trường. Trong khi đó bên tay phải các bạn chơi còn lại 3 nốt chính là bậc 3, bậc 5 và bậc 9. Như vậy là tất cả các nốt nó đang được giải đều ra từ nốt thấp nhất cho đến nốt cao. Thay vì các bạn đang chơi như này thì các bạn thấy rằng là nốt từ bên tay trái sang lên nốt bên tay phải thì có một khoảng cách rất nhiều. Chính vì vậy nó sẽ sang gọi là chord voicing. Và một lần nữa nếu như các bạn hứng thú với toàn bộ những cái khóa học giống như thế này thì một trong những cái khóa học Pianoja Model 2 hay là 3 Vũ Ứng Trung đã tạo ra về các cái thế bấm ở bơm, các bạn có thể xem một trong những cái khóa học này. Nếu các bạn hứng thú các bạn hãy tham gia với cả VQT Piano cũng như với những khóa học này. Và các bạn thấy trong trường hợp này các bạn đang chơi hợp âm như thế này, đây là hợp âm
Đô 7 trường 9 hay là C major 9. Sau đó các bạn sang hợp âm Fa theo cái vòng circle fifth đúng không? Sang Fa này. Fa các bạn 1, 7 ở đây. Và theo như công thức các bạn thấy là 1, 2, 3 các bạn sẽ bắt đầu hợp âm La thứ ở trên tay phải. Và các bạn chỉ còn chơi có 3 nốt đó là bậc 1, bậc 3 và bậc 7. Các bạn có thể xem đi xem lại cái video này nhiều lần và để các bạn có thể nắm được cái công thức mà các bạn đang luyện đây. Nào Vũ Trung sang thêm một hợp âm nữa, một cái thế bấm nữa mà các bạn có thể thấy rằng là rất là khó, không phải là rất khó nhưng mà có thể khó hơn đối với những bạn mới bắt đầu chơi piano. Và các bạn thấy rằng là mình luôn luôn sợ khi phải chơi những cái nốt trên phím đen. Ví dụ như Vũ Trung nói rằng là hãy chơi cho Vũ Trung hợp âm là B flat major 9 hay là C giáng trưởng, C giáng 7 trưởng 9. Các bạn thấy không, khi mà cố gắng dịch sang từ của tiếng Việt thì Vũ Trung cố gắng tìm một cái cách nào cho nó hợp lý, đúng như C giáng 7 trường là có thêm hợp âm, có hợp là C giáng 7 trường đúng không? Và có 9 thì có thêm bậc 9 để một cách rất là rõ ràng. Thì các bạn sẽ thấy lung túng đúng không nào, các bạn đừng có sợ với điều đó. Tay trái các bạn sẽ chơi ngay bậc 1 và bậc 7 của hợp âm nào. Đây là bậc 1. C giáng, bậc 7 là la, hạp đếm 1 2 3 4 5 6 7. Các bạn có bước đầu tiên. Bước thứ hai, đây là nốt C giáng, các bạn ấy đi lên một quãng 3 trưởng 1, 2, 3. Các bạn sẽ biết rằng là đây là cái nốt mà mình sẽ phải, cái hợp âm mà mình phải cộng ở trên ngọn của cái nốt C giáng. Đó chính là hợp âm Re thứ 7, đúng không? Và bây giờ bởi vì tay trái các bạn đã chơi 2 nốt rồi, chính bởi vì vậy đâm ra tay phải các bạn còn chơi lại có 3 nốt. Các bạn đã chơi là bậc 1, bậc 3 và bậc 7 của cái hợp âm này bên tay phải. Trên ngồi đây tay trái các bạn chơi là C giáng, có bậc 1 và bậc 7 ở đây, các bạn sẽ có là như vậy là các bạn đã có thể chơi được ngay cái hợp âm là C giáng 7 trường 9 một cách dễ dàng. Mà cho dù là các bạn có thể không có chộp ngay được một liềm lúc, nhưng các bạn theo đúng cái công thức đó, các bạn sẽ chơi luôn luôn đúng cái hợp âm đó. Và sau đó các bạn đâu sẽ tập sang các cái thể đạo. Và các bạn thấy rằng là tất cả những bài tập về hợp âm, không có một người nào chơi piano mà dưới một vài năm để mà có thể làm quen với cái này. Đâm ra nếu như các bạn còn đang hơi một chút lúng túng khi mà phải chơi những hợp âm này thì các bạn thấy điều đó rất là bình thường nhé. Và vừa rồi đó là cái video mà Vũ Trung chia sẻ cùng với các bạn về hợp âm là 7 trưởng 9. Vũ Trung đưa cho các bạn với công thức, đưa cho các bạn về phương pháp luyện tập và đưa với các bạn một cái thế bấm nâng cao, đó là 2 nốt bên tay trái và các bạn có thể chơi là 3 nốt bên tay phải và phương pháp của các bạn luyện tập như thế nào. Tuần kế tiếp thì Vũ Trung sẽ giới thiệu một cái hợp âm khác nữa. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và chia sẻ những cái bình luận cùng với cả Vũ Trung. Và đừng quên nhấn vào nút like nếu như các bạn hứng thú với những cái khóa học giống như thế này. Vũ Trung xin hẹn gặp lại với các bạn trong cái khóa học của lần tới.